Em xin chào các bác nhé. Hôm nay bên em sẽ hướng dẫn các bác cách lắp đặt bộ gập gương lên xuống kính của Xpander. Đây là bộ gập gương lên xuống kính ạ, thương hiệu Kinh Auto. Bộ này cảm giác 100%. Đây là module xử lý ạ. Với những xe bản thiếu thì bên em sẽ đổ thêm motor gương có sẵn đây ạ. Có sẵn xương rồi nhé. Thế còn những xe bản đủ thì lắp vào là xong ạ. Thì một số vị trí cần phải tháo ạ. Đây là một ốc đây ạ. Tiếp theo là một ốc ở đây ạ. Xe này thì em đã tháo ra rồi. Sau đó thì các bác tháo cái táp ly này ra. Khi tháo thì các bác nhớ cho em là trong này có hai rắc nhé. Và hai dây mở cửa. Dây vàng ở trên, dây xanh ở dưới. Khi lắp vào thì cũng lưu ý giúp em là nhớ lắp hai cái dây vào. Không thì bên trong sẽ không được mở, không mở được cửa đâu ạ. Đây là bộ dây ạ. Bộ dây này là bộ dây chuyển đổi các bác nhé. Bao gồm một rắc ở đây là rắc lóc cửa đây ạ. Cắm bộ chuyển đổi vào, sau đó thì cắm vào bộ của bên em. Đấy. Tiếp theo là một rắc này đó ạ. Rắc điều khiển công tắc lên xuống kính đây ạ. Cũng cắm vào rắc chuyển đổi của bên em. Sau đó thì đầu này sẽ được cắm vào module xử lý. Đây là bộ module ạ. Tiếp theo thì đầu này sẽ cắm vào bộ điều khiển lên xuống kính ạ. Có hai rắc nha các bác, nhớ cắm hai rắc giúp em. Module này thì sẽ được treo ở vị trí nào đó được cố định vào để đỡ bị kêu. Các bác có thể theo đặt vị trí này. Sẽ có tấm dán để giữ ạ. Đây ạ, đây là tấm dán để giữ ạ, giữ module. Cài dây vào. Lắp thử đã. Dây vàng ở trên, dây xanh ở dưới. Nhớ cài vào. Ok. Móc vào. Khi lắp xong thì các bác bật khóa điện lên giúp em. Tiếp theo thì các bác cài chế độ một chạm tại bốn cánh. Thì các bác giữ kính đang đi xuống ạ, giữ cho đi xuống. Khi xuống kịch rồi thì giữ thêm 5 giây. Tiếp theo thì kéo lên ạ. Khi lên kịch rồi thì giữ thêm 5 giây giúp em ạ. Cũng làm như vậy tại các cửa còn lại ạ. Tiếp theo là kéo lên ạ. Cửa sau bên trái. Kéo lên ạ. Cửa sau bên phải ạ. Giữ đi xuống kịch. Khi xuống kịch rồi thì giữ thêm 5 giây. Tiếp tục kéo lên ạ. Khi kéo lên kịch rồi cũng giữ thêm 5 giây. Như vậy là chúng ta sẽ sử dụng được tính năng là một chạm tại cánh cửa rồi. Một chạm ạ. Một chạm ạ. Một chạm lên, một chạm xuống tại bốn cánh. Đấy. Ấn lên giúp anh. Khi ra khỏi xe thì chỉ còn với thao tác là các bác bấm khóa. Gương cụp vào và các kính sẽ đi lên. Rất an toàn mà trong nhà mà trẻ nhỏ xuống hoặc là ai đó xuống các bác chủ xe không biết. Thêm một số tính năng cho bộ này như là hé kính hoặc xuống toàn bộ kính. Thao tác mở khóa mở các kính sẽ đi xuống ạ. Hai kính trước sẽ xuống trước, tiếp theo là hai kính sau.
khóa lần 1 chốt cửa, khóa lần 2 lên kính. Ngoài ra thì tính năng hé kính cũng rất chi là tiện ạ. Với thao tác là khóa, mở, khóa. Đấy. Mỗi lần như vậy thì sẽ hé được 1 phân rưỡi các bác nhé. Hé như vậy là ăn rất chi là thông thoáng khi mà trước khi lên xe, không khí trong ngoài được lưu thông. Bấm khóa lên. Các bác cần lắp đặt các đồ chơi cho Xpander hoặc các dòng xe khác thì có thể để lại thông tin.